lành thai, lành thai. Ở cõi ta bà có một thằng lùng xỉn hô hấp. Một con người ngoài đời đã từng hư hỏng trải qua một khoảng thời gian như vậy mà bây giờ nó tán thán tịnh độ thù thắng như vậy. Hãy xem thằng này ở từ đâu đến. Lúc đó chư Phật nói, nhìn nó lùng hô nhưng không phải đơn giản chúng đạo. Cái gia đình nào mà từng nào cũng đi đến chùa mình mà tu, những đức nói bảo đảm vì cái gia đình này nhất định sẽ hạnh phúc. Tịnh độ này là cái pháp môn mà vui hiện đời, tu hiện đời, lợi ích hiện đời và thành tựu hiện đời. Đúng là cái pháp quá thù thắng, cực kỳ thù thắng. Chúc vị an lạc vị ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ mời toàn thể đại chúng, chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tổ chức cộng tu ngày Chủ nhật, và hôm nay chúng ta học tập hết lòng chung tay đem đại pháp hoàn truyền. A Di Đà Phật. Âm thanh gì vừa đó. Pháp môn Tịnh Độ này là đại pháp quý vị, mà Đức Phật đến thế gian này chú trọng đem pháp môn Tịnh Độ này giới thiệu. Tuy chúng ta sinh trong cái thời mạt pháp, người nghe Phật pháp thì đông, nhưng để tin Tịnh Độ thì ít lắm. Ít lắm quý vị. Ý nói tin mà để chân thật làm ít lắm. Có nhiều người ta thấy một cái ngôi chùa đông gì người ta cũng tìm hiểu lắm, nhưng để người ta quy nhất một cái cách tu để hướng dẫn quý vị khó tìm. Và hiện tại quý vị cũng khó tìm ra một người thầy nào giảng chuyên Tịnh Độ cho quý vị nghe. Cái pháp này là gọi là cái pháp khó tin. Nên tin cái pháp môn Tịnh Độ này là tin từ cái nhân duyên thiện căn có nhiều đời nhiều kiếp. Mà tự nhiên nghe cái tự nhiên hành trì rồi được lợi ích, rồi từ nơi đó mà cảm nhận được và tin. Đi những công đoạn vậy đó quý vị. Nghe rồi nhờ cái thiện duyên thiện căn nhiều đời nhiều kiếp tu Tịnh Độ, gặp rồi giống như gặp lại cố hương vậy đó. Gặp lại bạn thân vậy đó. Gặp lại bạn thân của mình. Rồi tự nhiên mình hành trì rồi mình cảm nhận được cái câu Phật hiệu này thù thắng. Phải cảm nhận được nghe. Rồi lúc đó quý vị mới hành trì mà không cần lo nghĩ gì hết. Nên chúng ta từ người xuất gia cho tới hàng cư sĩ, mình nhiệt tình chung tay với nhau. Trong cái thời cuộc mà chúng ta đang đương thờ, mà chúng ta lại gặp cái thờ ngay một người đem Tịnh Độ giới thiệu, đúng không? Từ xuất gia tới hàng cư sĩ, mình đủ duyên, mình chân thật, mình nhiệt tình, mình đem Tịnh Độ này mình mở rộng ra mọi phương diện để mình đem Tịnh Độ mình tiến vào. Nên cái việc mà những đức mà rất chú trọng bây giờ đang nỗ lực làm đó là làm tượng Phật. Để gia đình có ngôi tam bảo, và chúng ta hình thành cái thời khóa tu này, nó có thể áp dụng được tại gia. Rồi mỗi ngày hai bài pháp ngắn, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, để gầy dựng về tín nguyện. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ là gì? Gầy dựng tín nguyện thôi. Chúng ta không có cần nói gì nhiều, cứ gầy dựng tín nguyện hoài đi. Cái đột phá ngay chỗ gầy dựng tín nguyện để niệm Phật thôi. Quý vị mà nếu như mà cứ kiên nhẫn như vậy, rồi lúc quý vị mà cảm giác được cái câu Phật hiệu, thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là duyên phước quý vị nó phát triển vượt trội lên, lạ kỳ lắm. Tại vì mình tu pháp môn Tịnh Độ này, mình niệm Phật là mình niệm cái quả giác của Phật. Cái quả giác của Phật là chúng ta phải là tin vào cái bổn nguyện, thì tự nhiên cái duyên phước của chúng ta từ tự tánh nó hiển lộ liền. Tại vì không có một phương pháp nào mà phát triển tự tánh hay bằng niệm Phật để phát triển tự tánh Phật. Khi vị niệm Phật á, là có quang minh Phật A Di Đà soi gọi. Nên á, chúng ta tự mình để phát triển tự tánh Phật á, thì chậm lắm. Tại vì cái chướng của mình nó nặng quá. Nghiệp nặng mà, chướng sâu, phước mỏng, nghiệp thì dày. Từ nơi đó mà bây giờ mình tu tập mà tự cá nhân mình để phát tự tánh Phật thì chậm, chậm lắm. Nên chúng ta phải cần nương vào bổ nguyện của Phật, niệm Phật
để quang minh Phật soi gọi, để mà những cái chằng cấu mình nó giảm tối đa, thì tự tánh Phật mình mới hiển lộ. Tự tánh Phật nó hiển lộ. Hay lắm quý vị à. Quý vị thấy rằng là công việc Nhân Đức nhiều mà quý vị không tưởng tượng được. Nhưng mà Nhân Đức cứ lên là Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Mà Nhân Đức thấy rất là hay. Ho nhiều ghê lắm. Để cho mình thấy được cái lòng tin Phật. Ho đến mức mà khi bình thường ở ngoài là khan tiếng, nói không được. Nhưng mà lạ thay khi lên giảng Pháp thì giảng được. Đây là xác thật luôn á. Ho nhiều lắm. Ho nặng cổ, đau ngực ghê lắm. Nhưng mà vẫn là sức khỏe bình thường. Nó nặng cổ, đau ngực mà nó sức khỏe mình làm việc bình thường. Mà tâm trạng con người vui vẻ bình thường, không có trở ngại. Mà cái cảm giác là thuyết pháp là giống như nó rất thích thuyết pháp. Vui thuyết pháp, hiểu không? Không có trở ngại. Thì mình nghĩ rằng là thời gian gì đó nó cũng hết thôi. Nhưng mà cho mình nhận thức được cái pháp môn tịnh độ này thù thắng. Cho mình nhận thức được cái việc. Và coi cái lòng tin mình, tin có Phật hiệu này, tin đến cỡ nào. Nên hôm qua Nhà Đức nói một câu, bản thân con người chúng ta mấy mươi năm cuộc đời ngắn ngủi lắm. Nhiều người từng đời đi qua để nó luống uổng. Nên Phật nhắc mình, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Mình đừng có để nó luống qua một đời này, nó rất là uổng. Tuy nói luống qua một đời thì cái câu nó đơn giản lắm. Nhưng mà luống qua một đời rồi cái tâm thức mình nó nhập ở đâu đấy? Nếu mà nó không gầy dựng tín nguyện để gì cực lạc thì nó nhập tam đồ ác đạo là chắc chắn. Thêm cái nữa, vị cứ nghĩ đi. Bây giờ người thân gia đình mình có mấy người mà họ hỗ trợ mình hết lòng đây? Nếu như mình bây giờ, từ bây giờ mà mình không gầy dựng thì con đường này quý vị coi chúng ta lạc lõng lắm. Tại vì khi cặn tứ nghiệp mình mà chỉ cần họ đẩy mình vô bệnh viện, họ theo cái quy tắc của bệnh viện thì bản thân chúng ta trở ngại lớn. Nên con người mà để cuối đời mà niệm Phật được giảng sanh là bản thân mình từ bây giờ mình phải gầy dựng cái tuổi trẻ của mình. Gầy dựng trong cái bệnh đau, gầy dựng trong sự trở ngại, gầy dựng trong cái chướng nạn để mà mình tu. Thì khi mà cặn tứ nghiệp của mình là lúc đó mình đã được gầy dựng một cái thời gian quân tập. Vì tín nguyện mạnh quá nên nó không có trở ngại con đường giảng sanh của mình. Còn nếu không là trở ngại. Trở ngại. Nhà Đức nói cho quý vị nghe chứ, chúng ta chưa được thấy thế giới cực lạc mà trong lòng mình đã cảm giác thế giới cực lạc là một quốc độ quá tốt. Quá tốt. Vì mười phương chư Phật đều tán thán tịnh độ, thì quý vị có tịnh độ tốt cỡ nào? Mà Đức Phật A Di Đà ngài là bị giáo chủ của cõi Ta Bà này, mà ngài dùng tướng lưỡi rộng dài, ngài nói rằng giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Bản thân của chúng ta là kẻ phàm phu nhưng mà lại tiếp nhận tịnh độ và cũng dùng cái miệng của mình để nói về tịnh độ. Đức Phật dùng kim khẩu, tướng lưỡi rộng dài, chúng ta dùng cái miệng đi, nó dễ nghe một chút. Dùng cái miệng mà tạo nhiều nghiệp trước, chỉ trích người, nói xấu người, hung bạo dữ dằn từ cái miệng này. Cái miệng này nó tạo bao nhiêu nghiệp trước mà bây giờ cũng dùng cái miệng này để mà tán thán tịnh độ. Ngài Thiên Thân Bồ Tát, sau ngày này là ngài viết Vãng Sanh Luận, nổi bật lắm. Mà trước đó là ngài là bậc học giả, tu về tiểu thừa. Mà ngài học rộng hiểu nhiều, ngài phỉ bác tịnh độ, pháp đại thừa. Nghĩ rằng tịnh độ không có, phỉ bác. Sau này khi hiểu ra, trong lòng ngài buồn,
nói người anh, ngài sám hối bằng cách là cắt lưỡi mình để sám hối, dám phỉ báng tịnh độ. Người anh phiên ngài Thiên Thăng Bồ Tát, ngày xưa không hiểu thì phỉ báng tịnh độ, bây giờ hiểu rồi tán thán tịnh độ. Cắt lưỡi làm chi? Ngài viết Vãng Sanh Luận lưu danh hậu thế. Quý vị coi, các bậc Bồ Tát cũng thể hiện để cho chúng sanh phàm phu chúng ta nhìn nhận. Nhiều người phỉ báng tịnh độ quá, bạn hãy quay đầu đi. Khi không hiểu bạn phỉ báng tịnh độ, bây giờ bạn hiểu rồi bạn nên tán thán tịnh độ, vì nó quá thù thắng, quá thù thắng. Bây giờ quý vị coi, bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây nè, cả nhân đức, ai trong chúng ta mà ngoài tịnh độ mà quý vị thâm nhập nổi? Không vô nổi quý vị ơi. Tu là tu vô nổi. Có cô kia, cô nhắn tin, cô nói con là nghe pháp một vị thầy này rất nổi tiếng, giảng rất hay, rất vui, mà thầy ở bên Mỹ, giảng rất hay, lượt coi rất đông, con thích nghe vị thầy đó giảng lắm. Nhưng mà khi con gặp nạn, con nghe thầy đó giảng, con đóng cửa nghe thầy đó giảng, không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được. Cuối cùng may mắn thì sao, con nghe bài giảng của thầy 3 bài thôi, nghe đúng 3 bài giảng thôi giải quyết vấn đề. Những đức nói cho quý vị nghe, mỗi một bài giảng của những đức, quý vị nghe 1 bài giảng là có giải quyết vấn đề chắc chắn luôn. Nghe thiệt là kỹ đi thì sẽ thấy giải quyết vấn đề nằm bên trong. Bởi vì mà thường nghe tất cả những cái gì quý vị đều bị trở ngại, bữa sau buổi sáng quý vị sẽ nghe nhất định okay. Quá giải, nó lạ như vậy đó. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì cái nguyên lý phiền não vướng mắc chỉ có vài nguyên lý thôi, những đức đã nắm được, nên những đức đánh mấy cái nguyên lý đó là ai cũng dính, ai cũng dính. Người ta thì đa phần người ta dùng văn tự quá mở rộng ra nên quý vị nghe hên xui. Còn những đức lại nhắm được vài ba cái điều mà chúng ta đời đời kiếp kiếp phải dính mà không thoát được, những đức nhắm ngay chỗ đó để giảng, nên quý vị nghe là nhất định sẽ dính ngay chỗ đó, chắc chắn luôn. Mà nếu như quý vị mà không hành trì, không hành trì thì quý vị sẽ cảm thấy nó lập luận và nó trở thành quý vị nhàm chán. Còn nếu như quý vị là hành trì thì giống như là những đức đang nâng quý vị lên, cứ nâng lên, cứ nâng lên, nâng lên. Mà quý vị coi, mình đang đi lên mà có người nâng lên, quý vị thấy cảm giác áp hơi cỡ nào chứ, đúng không? Giống như diều bay mà gặp gió thổi hít cỡ nào, đúng không? Nên từ nơi đó mà giờ tu tịnh độ mà mỗi ngày cứ tán thán ngay tịnh độ, niệm Phật mà tán thán ngay câu Phật hiệu. Cái chuyện này hiện tại là quý vị thấy là ít bao giờ có ai giảng mà lập luận cái chuyện mà tín nguyện niệm Phật cho quý vị nghe đó, ít bao giờ có rồi đó. Đa phần người ta đều nói rằng là mình phải giảng làm sao để thay đổi, để người ta thấy rằng mình cũng phải hiểu biết. Còn những đức lại dẹp sạch luôn cái chuyện những đức hiểu biết và trở thành con người không cần hiểu biết và đi vào gây dựng tín nguyện. Bây giờ quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi, bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ. Mục tiêu của chúng ta là niệm Phật cầu sanh cực lạc, và chúng ta mục tiêu là cầu Phật một ngày nào sẽ đến tiếp dẫn chúng ta, mà Ngài lại đem danh hiệu của Ngài để cứu độ chúng sanh 10 phương khắp pháp giới. Như vậy thì chúng ta còn làm cái gì thêm ngoài cái chuyện niệm Phật? Niệm Phật là chánh tông rồi, niệm Phật là chánh hạnh rồi. Quý vị phải nhớ kỹ, Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nói một câu cực kỳ hay, mà Ngài cũng là bậc đại thế chí Bồ Tát Quá Thắng. Ngài nói một câu rằng nếu cái người mà tu tịnh độ, bạn tính nguyện niệm Phật, bạn muốn tu thêm cái gì đó là chuyện của bạn.
Nhưng nếu bạn nói rằng một câu Phật hiệu chưa đủ mà bạn tu thêm cái gì thì mới giảng sanh, thì dù bạn có cố gắng đi chăng thì bạn cũng là giảng sanh đến biên địa nghi thành. Bạn có giỏi cố gắng cỡ nào cũng là biên địa nghi thành, nếu bạn có tâm đó. Còn nếu như bạn đã tín nguyện niệm Phật rồi mà bạn có cái khả năng học tập, bạn đem cái sở học đó để mà độ nhiều người sở học đó, mà bạn tâm tâm hoàn toàn tín nguyện về niệm Phật thì cái chuyện này không nói tới. Nhưng nếu như bạn đã niệm Phật cầu sanh cực lạc mà bạn nghĩ rằng phải thêm cái gì, thêm trì chú tụng kinh hay làm thiện gì để thêm vào rồi mới kết hợp rồi mới giảng sanh, thì bạn có cố gắng cỡ nào, có giỏi cỡ nào cũng là đi đến biên địa nghi thành. Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói vậy đó. Mà ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Bây giờ quý vị coi nguyện thứ 18 mà Hòa Thượng Tịnh Không này giảng nó là trung tâm của 48 lời nguyện. Mà Ngài đưa lên là bổ nguyện là câu Phật hiệu. Chí tâm tinh ưa, niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung, ta đến tiếp dẫn. Trừ những người không niệm Phật. Đúng không? Nếu mà là tin như vậy thì một câu Phật hiệu này hoàn toàn chúng ta sẽ niệm hoài. Và vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, chúng ta cứ là niệm Phật. Cái người niệm Phật mà niệm không vô là người gì quý vị biết không? Là người cho rằng vọng tưởng nhiều ít, thiện niệm ác niệm. Và người niệm Phật không vô là người gì? Là người muốn đạt công phu. Muốn đạt công phu. Bây giờ quý vị cứ coi có vật hiệu như nước vậy đó. Mà chúng ta là một cái chai không, thì cứ múc nước chế vào thì nước vào thôi. Đúng không? Bạn khỏi càng phải lo ô, cách chế thì sao, miễn chế thì sao mà nước vào thì nó sẽ đầy chai. Đó. Rất dễ hiểu. Thì câu vật hiệu này bạn cứ niệm thôi. Bạn niệm 10 năm, 20 năm sau, 30 năm sau vẫn là cứ vọng tưởng hoài. Bạn cứ niệm Phật thôi, bạn niệm giết rồi, tự nhiên vọng tưởng bạn để bên phía bên trái, câu A Di Đà Phật bên phải. Thì bạn cứ niệm câu A Di Đà Phật là bên phải, vọng tưởng là bên trái. Cứ câu Phật hiệu là bên phải, vọng tưởng là bên trái. Bạn cứ lo ở cái bên phải của bạn, còn mặt trái nó cứ theo bạn, mặc kệ nó. Thấy không? Niệm vài chục năm sau cũng là như vậy, cũng là câu Phật hiệu bên phải, vọng tưởng bên trái. Đây muốn nhắc chúng ta, nơi nào có Phật, nơi đó có mà. Đúng không? Quý vị coi khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ma Ba Tuần đã đến nói với Phật rõ ràng. Khi ông Cụ Đàm còn tại thế gian này, tôi muốn phá đạo của ông, nhưng do cái quay đức của ông quá lớn, tôi phá không có được, nhưng ông chờ xem. Khi mà thờ mạt pháp, giáo pháp ông bị si bớt đi, người hành trì ít, người tu thì nhiều, mà cầu giải thoát thì rất là ít, người chạy theo danh lợi thì nhiều, người tu đạo giải thoát thì rất ít. Lúc đó giáo pháp ông bị si đi. Giáo pháp ông không có si, mà do cái người hành đạo ít quá mà nó cảm giác không còn lợi ích nên nó si. Thì lúc đó là cơ hội, tôi sẽ phá giáo pháp của ông. Thì đây là cơ hội, còn gì nó thấy rõ ràng chưa? Nên quý vị thôi thấy cái người tu đạo, bao nhiêu người làm những việc để làm cho cái giáo pháp của Phật bị hạ cấp xuống, đúng không? Một cái tiếng tâm gì của người tu thì người ta sẽ tung lên đến mức để cho giáo pháp của Phật bị diệt vong, mà cả người tu mình đi dập cái giáo pháp của Phật, phải không? Thế tại sao người thế gian đi ăn trộm ăn cướp quá trời đông, đi làm bao nhiêu việc tội lỗi quá trời nhiều, ngoài đường đầy đồ người ta đang cầm giật, điện thoại đang cầm giật, mà đã là con người bữa nay có tóc ngày mai cạo cái đầu thì họ vẫn còn cái sai chứ. Nếu họ phạm một cái điều gì sai quấy, gói gọn lại xử lý họ đi, tạo ra làm chi cho nhiều người biết. Nếu nhiều người biết quá thì nhiều người muốn tu lại thấy cái giáo pháp này không đặc biệt, bỏ tu thì gọi là mạt pháp, phỉ báng. Ngày xưa những đức cũng không hiểu nguyên lý này quý vị.
Nhân Đức cứ nghĩ rằng bản thân mình là nói thẳng lắm. Nhưng sau này Nhân Đức hiểu ra, thì ra là mọi người có nhân có quả của họ. Chúng ta hãy làm tròn cái trách nhiệm mà bản thân mình đi đến cõi này phải làm. Cuộc đời chúng ta học đạo giống như đi đường vậy vị à. Chúng ta mới bước vài bước đầu, chưa nói được gì đâu. Chúng ta hãy kiên nhẫn mà bước đi. Chúng ta bước từ từ trên đoạn đường đó. Nó có những lúc thì bằng phẳng, có những lúc thì chông gai, có những lúc thì ổ gà. Thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận người đã bước qua cũng có nhiều cái vất vả. Đúng quý vị. Nên á, mỗi người chúng ta bây giờ phải chung tay với cái cơ hội này. Thật sự Nhân Đức cũng đang đương thờ, mà không biết cái thờ của mình với chúng sanh nó được bao lâu, không ai biết được điều này. Nên Nhân Đức nghĩ rằng là cơ hội phải nỗ lực, phải dùng đa dạng phương tiện nỗ lực. Vì sao? Thờ đại pháp nhược ma cường, mình chỉ cần phát động cái chuyện tu đạo giải thoát thì nhất định sẽ động đến cảnh giới của thiên ma. Cũng không đơn giản. Cái lực lượng của mình nó quá ít, mà cả lực lượng mình mà còn bắn mình luôn, thì quý vị coi thì chúng ta sẽ tổn thất cỡ nào. Từ nơi đó mà chúng ta phải nỗ lực lên. Nên những đức nói là gây dựng cho từng gia đình có ngôi tam bảo. Đó là cái mà mình nghĩ ra rằng trứng không thể nào để một rổ, mà phải chia trứng ra. Đúng không? Gom lại một rổ bể thì bể cả rổ trứng, chia đều ra hết. Nên bây giờ Nhân Đức đẩy mạnh cái việc làm tượng Phật. Vì có lễ bí Quan Âm mà Nhân Đức cho 4-5 chỗ làm tượng Phật, cứ tha hồ mà làm đi, cứ làm tốt cho Nhân Đức. Làm xong Nhân Đức sẽ gửi tiền cho họ. Tại vì sao? Con đâu có làm tượng của con đâu. Tượng của con là Ngọc Danh tự làm, chứ con có làm tượng của con đâu. Chứ ngoài ra con làm tượng của Phật, A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Con làm tượng của Ngài để cho nhiều người biết đến Ngài, thì con đã làm tượng của Ngài, thì cái chuyện này con có lo nghĩ tới tiền bạc không? Nhân Đức làm tượng của Phật, Nhân Đức chưa bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc, vì tiền bạc sẽ có Ngài đem đến. Nhân Đức làm bao nhiêu thì có Ngài đem tiền đến bao nhiêu. Có bao nhiêu tỷ thì cũng có bao nhiêu người đem tỷ đến đây đưa. Yên tâm đi. Quý vị cứ nghĩ đi, Phật A Di Đà Ngài như một cái núi vàng. Nếu như quý vị cảm giác rằng là quý vị đem một bộ tượng này đi mà quý vị đưa cho một người mà quý vị lấy tiền lại được, thì điều này nó cũng rất là tốt. Nếu như quý vị dám làm điều này thì quý vị cũng gan cùng mình. Thấy không? Tượng Nhân Đức cứ đặt suốt, tặng suốt. Hôm qua có một người gặp Nhân Đức nói rằng: Thầy ơi, tượng của thầy tặng có một người đi một cái phái đoàn mà đem tượng về bán cho gia đình. Nói là bộ tượng 600 ngàn, đi thỉnh á, tiền xe 200, rồi chuyên chở này kia 200 nữa là 1 triệu. Trong khi đem bộ tượng về thì thấy trong cái thùng để tặng không bán. Thì cô nói cho Nhân Đức để Nhân Đức giảng. Nhân Đức nói nếu như quý vị làm được điều đó thì cũng rất là tốt. Nhưng quý vị làm điều đó, cái tội không phải là Phật A Di Đà kết tội với quý vị, nhưng mà cái tội là do cái tâm quý vị không thật. Không thật. Chúng ta đã đến ngôi tam bảo thì phải thật, phải làm thật. Người ta còn bao nhiêu người bỏ vào, mình lại tìm cách để bòn làm gì. Đúng quý vị. Nhớ. Nên Nhân Đức sẽ phát động cái chuyện làm tượng Phật nhiều lắm. Mà tượng Phật làm, tượng Phật chùa mình là bộ tượng ngồi này là Nhân Đức ăn ý thích đẹp. Và một cái ý cực kỳ quan trọng mà Nhân Đức cứ làm tượng ngồi hoài, bao nhiêu người đều hỏi Nhân Đức tại sao
Thầy từ xưa tới giờ cứ làm mãi bộ tượng ngồi này là sao vậy thầy? Những đức nói, những đức ở một nơi mà thành công. Những đức cũng mong quý vị gặp tịnh độ, đừng có đi tìm nữa, hãy hành trì đi. Cũng vì cái ý này mà làm tượng ngồi mãi, không bao giờ thay bộ tượng. Và cuộc đời những đức không có chịu thay đổi tượng quý vị ơi. Có một lần một cái chị thờ còn Nhuận Phú, thì Nhuận Phú nói chuyện với chị này, thì chị này chỉ phát tâm chỉ cúng dường cái bộ tượng mà tính ra 3 tỷ mấy để dưới đây nè, hình như là bằng đồng gì đó thiệt. Thì Nhuận Đức nói thôi được rồi, chị cứ đi dành tiền, cần làm gì làm đi. Cái bộ tượng Nhuận Đức đặt đây, bộ tượng Đức này hồi xưa Nhuận Đức đặt chỉ có 100 mấy chục triệu, mà bây giờ cũng tính ra 10 năm mà bộ tượng vẫn càng ngày càng đẹp. Rồi bây giờ đến mức mà bộ tượng này làm ra tranh luôn. Bây giờ in tranh, người ta in tranh để mà người ta làm hình để tặng nhiều nơi. Thì coi một bức tượng, một pho tượng mà để thời gian lâu vậy, giống như có linh khí mạnh. Nên chùa chiền không có nên thay tượng Phật. Tượng Phật chỉ là một cái phương tiện để chúng ta nhìn Phật mà soi gọi tâm mình. Đừng bao giờ thấy ai cúng tượng đẹp là thay tượng chùa. Đừng nên. Chúng ta hãy dùng bộ tượng chừng nào qua cuộc đời của mình đi. Ai muốn thay chuyện của người ta, cả đời của mình trung thành với một bộ tượng. Hãy có tâm đó đó quý vị à. Giống như những đứa đến với cái cuộc đời này, đến với quý vị là bằng một cái tâm rất chân thật. Nghĩa là chân thật nhiệt tình đến mức mà vượt qua sức mình. Phải nói là vượt qua sức mình. Khi làm việc gọi là vượt qua sức mình. Có khi mà những bài giảng mà những đứa cần phải giảng, 10 giờ khuya những đứa phải đặt máy quay phim giảng, thì sáng những đứa mới có thời gian làm việc. Nếu không sao những đứa có thời gian làm việc đây? Dính vô những buổi giảng những đứa không có thời gian làm việc. Rồi bây giờ có những đạo tràng người ta, như ngày nay người ta mấy điểm chùa mà miền ngoài người ta tổ chức khóa tu, những đứa phải giảng mấy bài giảng để gỡ ra ngoài đó cho người ta ngoài, để ta tổ chức khóa tu. Người ta chỉ dùng cái tivi thôi, người ta bật bài giảng mình lên là mình hướng dẫn người ta tu. Rồi xong ta niệm Phật lễ Phật phóng sanh cũng biết thực. Vậy thôi đó mà ta tập trung được 400-500 người để người ta tu tập. Không? Rất là đơn giản quý vị à. Pháp môn tịnh độ này mà lợi ích thì cực kỳ lớn. Nên những đức nói rằng quý vị về chùa quý vị nghe gì nè, quý vị nên chân thật mà nhìn nhận cái pháp môn tịnh độ này. Chứ đừng có bao giờ mà đi vòng vòng, có chừng lúng ở một đời uổng dữ lắm. Uổng dữ lắm. Cứ cả đời mà gầy dựng đi. Những đức nói cho quý vị nghe, những đức mà bỏ tịnh độ là những đức sẽ nghỉ tu hoàn toàn hết luôn. Những đức sẽ không bao giờ tu hành nữa đâu. Những đức mới bỏ tịnh độ. Dù trong cuộc đời mình có gặp chướng nạn chướng ngại gì, hãy bám câu Phật hiệu. Vì cái thân này còn bỏ mình mà cái nạn gì mà không qua. Bây giờ những đức hỏi quý vị, chúng ta khổ nhất là vì mang cái thân này nè. 100% quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Nội mà chúng ta vuốt tóc mỗi ngày thôi chúng ta cũng giác ngộ. Vì có gì cái thân này mà đã chúng ta đã mất quá nhiều thời gian với nó. Phải trao chuốt đủ cách đối với bản thân này. Từ một cái quần cái áo cũng đi chọn lựa cho nó. Đồ xịn, đồ hiệu, đồ gì. Vì những cái món đồ đó mà ta đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng, có khi vì máu thịt chúng sanh mà đắp vào những cái món đồ trang sức lên cái thân giả tạm này.
Ai chỉ cần động đậy đến nó một cái không vừa bụng là nó sân si lên. Chúng ta rất là bồi dưỡng cho nó. Như vậy mà bất chợt nó vô tình nó bỏ chúng ta bằng một cách không có một chút gì mà thương chúng ta. Phải quý vị? Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nói rằng thân không phải của ta, mà là thân không phải của ta, nó là một công cụ để ta sử dụng phù hợp. Một ngày nào nó bỏ mình rồi quý vị, bây giờ chúng ta phải sử dụng nó phù hợp. Nên quý vị bây giờ đem Pháp Môn Tịnh Độ này, cái cách gần gũi nhất, đi đâu cũng đem máy niệm Phật, nơi buôn bán lúc nào cũng có máy niệm Phật, có tranh Phật, xung quanh mình lúc nào cũng có Phật Bồ Tát, đi lên xe lúc nào cũng đem máy niệm Phật, ngày nào cũng đều nghe Pháp, dùng đa dạng phương tiện để đem tịnh độ giới thiệu. Những lúc bây giờ tới khi nấu ăn cũng phải đem tịnh độ giới thiệu luôn, mở rộng ra luôn. Tặng một món quà gì cũng là món quà tịnh độ hết. Từng chủ nhật sau này hoặc là từng tới nữa là chúng ta sẽ có khoảng gần 10 cái khăn tròn này. 10.000 chứ, 10.000 cái khăn chứ quên 10 cái, thấy không? Lúc đó là nam nữ gì tròn khăn hết. Chục ngàn cái thì không bao giờ thiếu, thấy không? Còn ai có rồi thôi, chứ sao giờ có rồi thôi, thấy không? Còn nếu như bữa đó mà lỡ mà không có, chưa có cái khăn tròn thì tròn luôn, còn có rồi thôi nghe. Tại vì bữa đó không có thì thôi tặng luôn đi, còn nếu mà có thì khỏi tặng, chứ đang tròn gì tròn chi nữa. À, thì cho cái đạo vàng mình nó rực rỡ quý vị, cái đẹp, thấy không? Đẹp. Cho mấy ông nam này cũng tròn luôn, đẹp trai đồ lên ngon lành, thấy không? Mà mấy ông mà nghe những đức chia sẻ Phật Pháp viết chắc giờ chắc cũng bỏ nhậu rồi này kia ha, bỏ nhậu, thuốc men rồi từ từ quá tốt rồi phải không, bớt đi rồi từ từ bỏ luôn, thấy không? Nhưng đứa không có hút thuốc từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn không hút thuốc. Nên gan nè. Chắc lắm. À, nên từ nơi đó mà mấy ông giảm hút thuốc, sức khỏe tốt, vợ mình nó cũng mừng. Vợ mừng. Không uống rượu thì đầu óc tỉnh táo. Hãy giữ cái gia đình mình hạnh phúc. Cái gia đình mình đâu phải tiền nhiều mới hạnh phúc đâu, mà cái gia đình cảm thấy biết đủ thì hạnh phúc. Nhưng Đức nói cái gia đình nào mà từng nào cũng đi đến chùa mình mà tu, nhưng Đức nói bảo đảm với vị cái gia đình này nhất định sẽ hạnh phúc. Tự hạnh phúc mà, chứ sao? Nó tích tụ cho vị một cái nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm. Rồi cái sự mà thương yêu và sự tha thứ vì nó mở rộng ra. Rồi con cháu cứ tập cho nó lại chùa, tập cho nó đến chùa. Có những đứa nó lên chùa nó cũng lóc chóc len keng lắm, mà nhưng mà nó cũng gieo được chủng tử quý vị ơi. Kệ nó, mình khéo léo mà điều chỉnh sắp xếp. Bây giờ lớp đệ tử quy chúng ta mấy nhỏ gái nó cũng lớn lên rồi nè, lớn lên nè, mấy nhỏ gái nó lớn rồi nè. Hồi đó chạy theo toàn ten theo những đức, nắm tay nắm chân. Bây giờ lớn rồi đâu có chạy theo nữa, chạy xa xa không mà. Giờ nhóc nhen tiến tới tiếp tục chạy theo, nhóc nhen tí nắm tay giành giật nắm tay. Ừ, cạnh anh nhau ghê lắm nha. Ừ, nhỏ nhỏ cạnh anh lắm á. Đứa này nắm xô, đứa kia ga giành nắm tay vậy đó. À, không mà mình thấy cuộc đời mình vậy mình thấy mình cũng vui vì
không? Nít mà người ta thương yêu mình, mình sống mình phải làm sao cho mọi người ta thương yêu mình, cảm thấy nó cũng vui lòng. Bây giờ dù mình nghèo chăng nữa mà mình thấy gì nó cũng ấm áp vỡ lòng hơn là người ta ghét mình. Thấy không? Đó. Nên á, mấy đứa lớn lớn bây giờ, trai cũng lớn, gái cũng lớn, cái lớp đệ tử quy, nên những đứa điều chỉnh cho nó phù hợp. Diện trai gái mà gặp nhau thì chọc ghẹo vậy đó. Nhưng mà nó thà nó chọc ghẹo ở đâu đi, nhưng mà nó vô chùa khi nó không hiểu mất công, nên mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Nên mấy thằng trai mấy đứa gái vô chùa mình á, mà mấy đứa nó mà nó nghe đạo, nó đàng hoàng, nó lớn lên sau này á, mà nó thích nhau thì cha mẹ hai bên cứ gả cũng được, có gì đâu. Nhớ biết tu không cũng hay. Nghe không? Nhưng mà nó phải nghiêm túc đàng hoàng, ở đâu ra đó. Nghe không? Chứ cái chuyện thế gian làm sao cản chuyện đó được. Nhưng mà mình phải sắp xếp làm sao cho nó phù hợp. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là đạo pháp á, mình đem mình giới thiệu, đem vô từng nhà, đem vô từng gia đình, áp dụng trong mọi tầng lớp. Cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh, không? Nó lợi ích lớn dữ lắm, pháp nhân sinh mà. Nên hôm qua có một cái anh chàng mà cũng còn trẻ lắm, khoảng 30 tuổi, âm thanh nãy nó hay, giờ nó vang vang. Cái anh chàng khoảng 30 tuổi muốn đi tu, mà vợ phải dẫn đi tu lên đây. Mà khi gặp nói chuyện thì nói suy nghĩ phát tâm đi tu đâu 2 năm nay. 2 năm à. Đó. Rồi bây giờ mới đi được. Nhưng Đức nói rằng là phát tâm là một lẽ, quyết tâm mới là quan trọng. Nhớ không? Quý vị nhớ là tất cả những việc gì trong cuộc đời này chúng ta làm, nếu quý vị không quyết tâm, không bao giờ thành công. Đúng không? Quyết tâm mới thành công. Niệm Phật cũng vậy. Nếu quý vị mà không quyết tâm hạ thủ công phu thì nhất định quý vị sẽ thay đổi phương pháp tu. Thay đổi phương pháp tu. Vì coi chùa chúng ta càng ngày càng đông nha quý vị, mà cái lượng người mà những đức hướng dẫn mà quen quý vị rất là đông. Chúng ta có chục năm nay, những người mà đến với chúng ta là chúng ta cứ như vậy mà hành trì, cứ như vậy mà làm thôi, cứ gầy dựng hoài. Thì bây giờ quý vị coi, những đức cũng thịnh, quý vị cũng thịnh, chứ sao. Nếu như những đức mà si mà quý vị thịnh, chuyện này không bao giờ có đâu. Cái đầu mà thất bại thì đừng mong mà cái mình với cái chân thành công. Thấy không? Vậy thì con đường này những đức đi quý vị yên tâm rồi, cực kỳ yên tâm luôn, đúng không quý vị? Bây giờ hòa thượng mình ngài cũng đang xây một cái ngôi chùa với Châu Pha. Châu Pha là ở đâu không? Gần đây không? Nghe nói ngôi chùa gần núi. Châu Pha mà có núi không? Gần núi. Xây một ngôi chùa mới. Một ngôi chùa mới ở dưới đó. Năm nay chắc cũng có nhiều việc phải làm. Những đức trong lòng những đức nói rằng hòa thượng xây một ngôi chùa nào, hòa thượng chỉ cần nói một câu là xây xong ông sắp xếp đi, trong vòng 2 tháng sẽ thành hình thành một ngôi chùa. Rồi những đức sẽ bố trí nhân sự đàng hoàng hết, cứ như vậy mà phát triển thì địa phương đó có lợi ích. Địa phương có lợi ích. Quý vị coi cuộc đời của chúng ta đến cái cõi này phải làm một cái gì chứ. Càng tu thì càng suy nghĩ mình phải làm một cái gì đó. Nên có câu nhà Đức ghi nè: tâm sanh duyên phước,
cái tâm như thế nào để sanh duyên phước, đúng không? Cái tâm niệm niệm nghĩ gì người thì ra sanh duyên phước. Bây giờ quý vị coi, mười mấy năm những đức đi tu, những đức làm cái gì đâu? Chỉ có khuyên người niệm Phật làm những gì cực kỳ đơn giản. Quý vị thấy quanh năm những đức có đi đâu đâu, mà đa bằng những người đi dòng do bây giờ càng ngày càng nghĩ đi. Khi mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng sanh thì những người mà đi giảm tối đa đi. Vì năm xưa ở Tịnh Tông là có Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, người ta mới đi tìm. Bây giờ không có ngài, đi tìm ai? Còn như hàng quán trưởng rồi bây giờ cũng không có còn thịnh như ngày xưa, nên từ nơi đó cũng ít đi luôn. Khi người ta qua bên đó tu thì người ta thấy áp dụng không nổi, cuối cùng cũng càng ít đi luôn. Rồi nhiều chương trình như thờ thầy Thái Liễn Húc, giảng đệ tử quy, nó cũng một thờ thịnh vượng, phát triển mạnh. Rồi từ ở bên đó hướng dẫn qua Việt Nam mình cũng có những cái chương trình mà lễ tri ân này kia. Rồi bây giờ nó cũng càng ngày nó càng giảm xuống, nó không còn thịnh như ngày xưa. Cuối cùng bây giờ chúng ta là cái cơ hội đem tịnh độ đẩy lên, đem tịnh độ đẩy lên đó. Mà mình lại đi vào cái nhân duyên đặc biệt là chuyên tu, mà chúng ta đã gầy dựng được 10 năm rồi còn gì nữa quý vị. Cái thời gian nó con số 10 năm cũng lâu lắm quý vị, đúng không? Có gốc. Mà chúng ta lại vừa nuôi người già mà giúp cho người già vui, rồi chúng ta lại khuyên niệm Phật, rồi chúng ta lại lớp đạo làm con giống như là quanh năm mỗi tuần thứ bảy, rồi chúng ta lại làm nhiều cái chương trình khiếm thị, chương trình này chương trình kia, thì người ta đều nhìn thấy rõ ràng đạo pháp lợi ích, đạo pháp lợi ích, đúng không? Và quý vị cũng nhìn thấy rõ ràng luôn, nó gom lại rất nhiều thứ để cho quý vị một lòng tin, để quý vị chính bản thân chúng ta phải tu tập làm sao mà chuyển hóa được cái gia đạo, chuyển hóa được sự nghiệp, chuyển hóa được sự khổ đau. Mà tu như thế nào mới chuyển hóa được? Đem cái tâm của mình cắm vào nguyện của Phật để chuyển hóa. Đem cái tâm của mình cắm vào nguyện của Phật thì chuyển hóa. Nếu bạn đem cái tâm của mình mà cắm vào nguyện của Phật thì chuyển buồn. Đem cái tâm của mình cắm vào nguyện của Phật thì chuyển nghèo. Đem cái tâm của mình cắm vào nguyện của Phật thì chúng ta phát duyên phát phước thù thắng, chắc chắn luôn. Đa phần cái người tu chúng ta bị một cái bệnh gì vậy biết không? Bị một cái bệnh là chúng ta đi cầu cái bên ngoài. Đa phần chúng ta đi cầu cái bên ngoài quý vị, nhưng mà chúng ta quên mất tiêu bản thân của mình luôn. Chúng ta đã quên mình quý vị ơi. Chúng ta đã quên cái mình đã có. Giống hệt như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, khi một con người này mê hoặc điên đảo đi một vòng vô lượng kiếp, khi tỉnh ngộ lại, Đức Phật điểm hóa rằng chân bảo đang ở trong người con. Như vậy mà con đi một vòng thiệt xa để đi tìm chân bảo. Tự tánh Phật là chân bảo, nó đã có sẵn tự mỗi người chúng ta, mà chúng ta lại đi rong ruổi làm việc này việc kia mà quên đào ra tự tánh của mình. Thấy không? Nên bây giờ mình gặp được tịnh độ này rồi, mình chân thật mình niệm có Phật hiệu này để phát tự tánh Phật. Quý vị coi một con người như những đức ngoài đời so sánh với vị không thể nào dám so sánh. Một thanh niên ăn nhậu bê tha hư hỏng, những đức nói quá tệ, tệ đến mức không tưởng tượng được. Một số cô ở đây nếu những đức mà không đi tu, mấy cô không thể nào nhìn những đức. Tại vì sao? Con người này hư hỏng quá, nhìn làm gì? Mà nhìn những đức dê mấy cô. Dê tá lạ âm binh, ai mà dám nhìn. Nhậu nhẹt vô đụng ai cũng dê đại dê càng. Già không bỏ, nhỏ không tha, si đa cũng lụm.
Nhìn làm gì? Không phải là bị đi xem thường người ta, nhưng mà con người vậy mình không có nhìn được. Hư quá. Vậy mà con người này á, bước lên cái bổ nguyện của Di Đà, thay đổi luôn số mệnh cuộc đời. Vậy thì mỗi một con người gặp Phật pháp, quý vị có thể thay đổi số mệnh cuộc đời quý vị là 100% luôn. 100%. Quý vị nhớ, không phải là một con người nghèo mà bị người ta khinh thường, không phải một con người giàu mà hoàn toàn được người ta tôn trọng. Mà được người ta tôn trọng hay khinh thường là do cái hành động tạo tác của bạn mà ra. Khi bạn bị người ta khinh thường, bạn hãy xem lại bạn làm cái gì vậy mà bị người ta khinh thường. Khi bạn thấy người ta được tôn trọng, bạn hãy xem lại người ta làm cái gì được tôn trọng. Tôi đã từng làm những điều sai bị người khác khinh thường tôi. Khi tôi quay đầu học Phật thì được người ta tôn trọng tôi. Xác thật không? Nên bị khinh thường hay được tôn trọng là do hành động tạo tác của bạn. Bạn không chuyển hóa được cái số mệnh của bạn mà bạn đi kêu ai chuyển hóa cho bạn. Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Ngài nói rằng: ta khi còn ở hoàng cung thì ta cũng bị nhiều thứ danh lợi buộc ràng, nhưng ta đã nhìn ra được những thứ buộc ràng đó là những thứ giả tạm và khổ đau. Ta nhìn ra được khi ta đi dạo bốn cửa thành, sanh già bệnh chết, ta thấy cái vô thường. Rồi một ngày nào vua cha cũng sẽ chết đi, hoàng cung này ta cũng không thể nào ở mãi được. Nhìn thấy được sự việc vô thường đó, nên ta đã đi tìm một cái chân lý giải thoát. Ta đi tìm một chân lý giải thoát. Khi ta đã tìm được chân lý giải thoát và ta đã hình thành ra được cái chân lý đó, và chính bản thân ta được sự lợi ích trong cái chân lý giải thoát đó, và ta đem cái chân lý giải thoát đó để chiên bá lại cho tất cả nhân sinh. Mỗi một con người nào chỉ cần tiếp nhận được cái chân lý giải thoát này thì bất cứ một hạng người nào cũng có thể bước lên chiếc thuyền giải thoát. Và nhất là pháp môn tịnh độ này nè. Pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà vui hiện đời, tu hiện đời, lợi ích hiện đời và thành tựu hiện đời. Đúng là cái pháp quá thù thắng, cực kỳ thù thắng. Nhiều người người ta tu các pháp khác, người ta phải nặng nề bận tâm suy nghĩ rất nhiều thứ đi, nặng nề đầu óc. Chỉ có pháp môn tịnh độ thì làm cho mình vô cùng thông tâm, vô cùng an lạc. Và xin thưa quý vị, cũng chính pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà tạo duyên phước cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài nói rằng: sở học của tôi chỉ là trung học, trình độ không cao, nhưng tôi giảng kinh thuyết pháp, đem tịnh độ giới thiệu, tôi được trao bằng tiến sĩ. Và chính ngài tu hiện đời lợi ích, cuộc đời ý nghĩa vô cùng. Dù bây giờ ngài đã giảng sanh rồi, nhưng cái giáo pháp của ngài mỗi giờ khắc đều có người nghe. Hay không? Quá hay. Còn những đức khi mới vô ngôi chùa thì thấy vị thầy này cũng vậy, cũng là sanh trong một gia đình nghèo. Thầy gặp Phật pháp, thầy phải trải qua thời gian 20 mấy năm đi vòng vòng. Cuối cùng thầy gặp tịnh độ trong vòng mấy năm. Thầy nói rằng: có mấy năm niệm Phật, khuyên người niệm Phật mà hình thành một cái đạo tràng tu tịnh độ mà tu các pháp khác mấy chục năm cũng không làm được. Đa phần là niệm Phật phát tự tánh phước duyên, niệm Phật phát tự tánh phước duyên, hiện đời sanh phước báo. Như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, phước báo lớn không tưởng tượng được, phước báo cực kỳ lớn.
cái pháp duyên của Ngài mở rộng là toàn thế giới. Những Đức nói thiệt chứ, cái vị thầy mà Những Đức đã từng biết, nếu như thầy duy trì một câu Phật hiệu này thì pháp duyên của thầy cũng toàn thế giới, chắc chắn quý vị luôn, sẽ cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ nổi không biết nổi đến mức nào luôn, nếu mà duy trì câu Phật hiệu không bao giờ chìm. Bây giờ bị coi Những Đức biết cái gì? Những Đức mới là xác thực nè, không biết nè. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ai cao siêu gì thì tùy quý vị. Bây giờ tôi nói thật lòng với quý vị nghe nè, chú Đại Bi tôi chưa từng được thuộc chú Đại Bi, tôi còn thua một đứa con nít 4 tuổi nữa. Chú Đại Bi tôi còn chưa thuộc, chú Giảng Sanh bây giờ tôi cũng sắp sửa quên luôn rồi, tại vì không đọc chú Giảng Sanh sắp sửa quên luôn. Và bất cứ một nghi thức gì tôi hoàn toàn đều không bao giờ nhớ, hoàn toàn quên hết, trong đầu tôi không còn nhớ gì nữa cả, chỉ còn niệm một câu Phật hiệu. 100% bây giờ tôi nói với vị nghe là khỏi càng sợ ai cười chê gì hết, tôi không có thuộc chú Đại Bi. Nhiều người cư sĩ người ta đều thuộc chú Đại Bi, quý vị cứ cho rằng đó là sự cao siêu thì quý vị cứ hành trì đi. Còn tôi, bản thân tôi chỉ đem một câu Phật hiệu chân thật mà giới thiệu. Vì sao? Vì khi cuối cuộc đời của chúng ta, hộ niệm của chúng ta là câu gì? Mà suy nghĩ đi. Và đi đứng nằm ngồi, quý vị hành trì câu gì dễ nhất? Bất cứ chỗ nào quý vị cũng hành trì được. Khi gần chết không còn hơ hám gì thì niệm cái gì dễ nhất? Thấy không? Rõ ràng không? Chúng ta tại sao không áp dụng cái mà tương lai ta phải áp dụng? Nên á, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà là hai vị giám khảo đặc biệt. Chúng ta là những thí sinh đến, và các ngài đặc biệt thương yêu thí sinh này. Ngài chỉ chúng ta để mà lên lớp, để đậu. Mà ít người tin quá nên ngài gọi lại khe khẽ, ngài nói rằng: này con, lỡ ta biểu Đức, lỡ ta biểu con, nói cho con nghe nè, tại vì nhiều đứa ta nói nó không có tin, giờ ta nói cho con nghe nè, cái đáp án á là câu Phật hiệu á con, cái đáp án là câu Phật hiệu. Mà nhiều đứa nó cứ cho nó biết nhiều nên nó đi tìm cái đáp án để giải thoát. Thì 84,000 pháp môn tu đều mỗi cái có đáp án khác nhau, nhưng đáp án vẫn là giác ngộ. Nhưng mà câu Phật hiệu này là đại giác ngộ đó con. Thấy không? Mà bây giờ á, ta nói với con nghe nghe Đức, riêng cái pháp môn tịnh độ này con niệm Phật, con không phải là đòi hỏi cái giác ngộ như những pháp khác mà phi phàm. Nhưng câu Phật hiệu này con chân thật niệm, con giác ngộ nhân sinh. Giác ngộ nhân sinh, chứ không phải như những pháp khác gọi là giác ngộ cảnh giới. Nếu con nói về giác ngộ cảnh giới thì trong thời mạt pháp khó ai làm. Con hãy giác ngộ nhân sinh. Khi giác ngộ nhân sinh, tự con sẽ hiểu giác ngộ cảnh giới. Nhớ nghe. Nhưng người ta cứ cho cái giác ngộ cảnh giới là phi phạm, nhưng người ta không biết được rằng nhân sinh mới phi phạm. Nhân sinh mới phi phạm. Vì quý vị coi Phật Bồ Tát đều là thương chúng sanh, vì là giác ngộ ngay nhân sinh thì đem cái pháp phù hợp cho nhân sinh. Thì tuy là rất đơn giản, đơn giản là vì chúng ta đơn giản, bình thường là vì chúng ta bình thường, dễ là vì chúng ta càng dễ, nhẹ là vì chúng ta càng nhẹ,
Nên đem cái pháp mà phù hợp nhân sinh để giúp cho nhân sinh đơn giản bình dị đi vào cảnh giới phi phàm. Không đơn giản. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Ngài gọi lại, Ngài nói nhẹ nhàng, Ngài nói mà Ngài phải điểm hóa đúng người. Và mình thì mình nói bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn lại kêu con lại Đức Thế Tôn dạy như vậy, mà Đức Thế Tôn không kêu nhiều người? Thì Đức Thế Tôn nói rằng nói cho nhiều đứa nghe nó không tin mà nó còn phỉ báng thì tội lỗi nặng đối với bạch Thế Tôn. Giảng tới đoạn này đùi giật giật kỳ nha. Ngộ đi ghê. Giật 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 từng 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 kỳ kỳ cũng ghê. Thì mình khi mình hỏi Đức Phật vậy thì Đức Phật nói thêm câu: với ta nhìn con không biết gì, nên ta mới chỉ con niệm Phật. Nếu nói về sở học trong Phật Pháp, cần học thì học hết tất cả giáo pháp Đức Thế Tôn. Còn nếu như cần hành thì một câu Phật hiệu cũng đủ thành tựu. Thì chúng ta xem vào sức của mình để làm. Bạn có sức làm nhưng bạn có thời gian làm hay không? Bạn có thể có khả năng đi học nhưng bạn có thời gian để đột phá sở học hay không? Đúng không? Tại sao chúng ta không chi cầu cái mà chúng ta được tuổi thọ đầy đủ để rồi đi học? Chúng ta không phải là không cần học mà vì chúng ta không có thời gian để học. Như vậy thì chúng ta đi tìm một cái nơi mà cho chúng ta hoàn toàn có thời gian để học. Đúng không quý vị? Nhiều người đem sở học đưa cho mình quá nhiều. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lỗi chị, xin lỗi anh, tôi không có thời gian để học. Và tôi không đột phá được sở học này vì tôi không có cái chí để học. Tôi xin anh chị cho tôi về cực lạc. Rồi lúc đó tôi sẽ trả lại ân tình cho anh chị là tôi sẽ học. Vì lúc đó tôi đầy đủ khả năng để học. Đọc cái gì qua, nghe cái gì qua, coi cái gì qua, hoàn toàn thông pháp. Thì một chỗ cực kỳ đặc biệt nữa là gì? Chúng ta có trở ngại gì thì chúng ta lại thỉnh hỏi Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta trực diện để gặp bạch Đức Thế Tôn. Qua cái bài giảng pháp này con thấy con có nhiều điều con không có hiểu, xin Đức Thế Tôn giải thích cho con nghe. Đức Phật sẽ hoàn toàn giải thích cho chúng ta nghe, hoàn toàn giác ngộ. Còn nếu như Đức Phật A Di Đà Ngài có công chuyện gì bận biểu thì chúng ta lại đến thỉnh hỏi sư huynh Quan Âm, sư huynh Đại Thế Chí, để có những điều không hiểu xin hỏi sư huynh giải đáp cho đệ nghe. Tuyệt vời không quý vị? Quá hay. Vì sao không niệm Phật để gì cực lạc? Quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã nhìn rõ ràng như trong lòng bàn tay. Ngài biết chúng ta trong thờ mạt pháp như thế nào thế nào, nên Ngài mới đem cái pháp môn tịnh độ này để mà Ngài giảng dạy, để truyền bá. Mà từ cái thờ của Ngài mà truyền bá cho tới bây giờ, quý vị đã biết bao nhiêu vị Phật và Bồ Tát đến đây chưa? Không tưởng tượng, số lượng quá nhiều để đi đến đây để mà truyền bá. Nên tới bây giờ vẫn tồn tại trong khi trải qua bao nhiêu sóng gió, đúng không? Quý vị coi,
Đức Thích Ca Mâu Ni ngài gọi Di Lặc Bồ Tát, gọi đến phó chúc cái việc cho Di Lặc Bồ Tát phải tiếp tục đem tịnh độ đi giới thiệu. Di Lặc Bồ Tát nói rằng giới thiệu đến tận đời vị lai, mỗi lần đi đến một quốc độ nào con sẽ đem tịnh độ giới thiệu. Tịnh độ là pháp đại thù thắng, đi đến quốc độ nào con cũng đem tịnh độ giới thiệu. Thì quý vị biết Phật Bồ Tát Phật A La Hán đến cái cõi này và tha phương pháp giới để truyền tịnh độ, quý vị biết nhiều cỡ nào chứ. Hãy nói rõ ra nhiều như cát sông Hằng, dù bao nhiêu con người có chù dập thì tiếp tục các ngài cũng đến nữa, cũng đến nữa, đến nữa. Cái thời gian pháp vận của các ngài đến để mà truyền bá được bao nhiêu thời gian các ngài sẽ đi đến, đến xong các ngài trở về thì các sư huynh sư đệ khác đến, cứ như vậy lần lượt mà đến. Những người muốn niệm Phật các ngài sẽ đến dạy, sẽ có người đến dạy. Có khi thể hiện làm người xuất gia, có khi thể hiện làm cư sĩ, có khi thể hiện làm nam làm nữ, có khi thể hiện BD, tùy vào nhân duyên mà để dạy niệm Phật. Và các ngài đi vào loài kiến để dạy kiến niệm Phật, các ngài đi vào loài súc sanh để dạy súc sanh niệm Phật, các ngài đi vào loài quỷ đạo để dạy quỷ đạo niệm Phật, các ngài đi vào địa ngục để dạy người chúng sanh trong địa ngục niệm Phật. Bây giờ có vật hiệu này niệm mà âm vang có thể chúng sanh trong địa ngục dừng khổ là từ đâu? Vì ở trong chúng sanh ở trong địa ngục có Bồ Tát ở trong đó, có Bồ Tát đang giảng dạy ở trong đó, đúng không? Nên từ nơi đó chúng sanh trong địa ngục làm sao nghe được âm vang của con vật hiệu? Thì phải có Bồ Tát ở dưới đó để truyền bá niệm Phật thì mới dừng khổ, đúng không? Mỗi một người chúng ta khi nhận thức được điều này, quý vị sẽ thấy tịnh độ vô cùng thù thắng và nghe nó rằng con người chúng ta. Khi quý vị nghĩ đến cái việc mà tương lai Phật A Di Đà cầm đài sen xuống thì bước lên đài sen, cái cảm giác này của quý vị như thế nào? Quá thù thắng, cực kỳ thù thắng. Về tới thế giới Cực Lạc rồi, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, hoa nở ra thấy Phật A Di Đà, quá đặc biệt. Và niềm vui của pháp lạc khi vị đã về thế giới Cực Lạc, ở đây vị đã có sự an lạc rồi, thì vị nghĩ cái pháp lạc ở thế giới Cực Lạc nó đặc biệt cỡ nào. Nên quý vị đừng bao giờ vướng bận cái dục lạc ở cõi trần. Cái dục lạc ở cõi trần này càng đi sâu thì càng khổ. Nên quý vị ở cõi đời này chúng ta cũng có hưởng dục lạc, nhưng nếu không có Phật pháp để sanh ra pháp lạc hiện tại thì làm sao so dịu bớt đi sự khổ đau của dục lạc. Vì con người khi lao theo dục lạc ở cái cõi đời thì không biết đủ, càng lao theo thì càng không biết đủ, như con thiêu thân nhủi đầu vào lửa. Nhưng nhờ có Phật pháp cho chúng ta nhìn thấy để so dịu cái tâm ham muốn dục lạc ở cõi đời, biết dừng lại bớt đi, dừng lại bớt đi. Nên mỗi một người chúng ta, quý vị biết, nghe tịnh độ này quý vị thấy những đức nói không biết gì. Hồi nãy gì đức chia sẻ cho quý vị là cái gì, đúng không? Khi vị không biết gì thì Phật A Di Đà ngài sẽ nói giùm cho quý vị nghe. Tại vì quý vị không biết gì mà quý vị dám nói về bổn nguyện của Phật, không lẽ Phật để cho quý vị không nói được để mất mặt cả thầy lẫn trò sao? Đúng không quý vị? Nên mỗi một người chúng ta phải tin tưởng rằng
đã chúng ta kết duyên thầy trò với Phật Bồ Tát thì chắc chắn quý vị chỉ cần chân thật phát tâm thì nhất định quý vị sẽ làm được. Hiểu không? Như chúng ta nói câu thế gian có phe có phía, cái chuyện Phật Pháp nó cũng có khoe chứ. Bây giờ quý vị coi, ma hướng theo ma là một khoe, Phật hướng theo Phật là một khoe. Ai mượn mày hướng theo ma làm chi? Nên tư nó đó, mình hướng theo Phật là một khoe. Nên đã là một khoe với Phật mà Phật bỏ quý vị hả? Đúng không quý vị? Phật nào bỏ quý vị? Bây giờ quý vị mỗi ngày niệm Phật, làm thiện, hướng theo Phật, tin Phật, mà chồng đánh bị rầm rầm, đánh ầm ầm, tán, gãy răng, chảy máu miệng, máu mũi, chảy tuôn tuôn, Đức Phật so dịu cho cái tâm quý vị. Này con, nhiều đời, nhiều kiếp con đã tạo những cái nghiệp chướng này, hôm nay nếu không không trả cái qua báo này thì sự đau khổ vô cùng, đó là tam đồ ác đạo. Nên ta so dịu cái tâm cho con hãy vui trả đi. Mang cái thân giả tạm để trả nợ giả tạm. Con tín nguyện niệm Phật phát triển từ tâm, giảng sanh là từ tâm thức. Nên hãy vui vẻ trả cái thân giả tạm với con. Vì con vay mượn tứ đại thì con cần phải trả lại cho tứ đại. Nhớ nghe quý vị, nên đừng có buồn phiền. Phật đã so dịu cho mình rồi. Quý vị niệm Phật, Phật sẽ so dịu cho quý vị. So dịu đó là gì? Là cho quý vị cảm nhận và vui vẻ được cái việc tương lai Phật rước con về cực lạc. Đó là so dịu. Có những con người ta khổ đau trong cuộc đời này, bao nhiêu chướng nạn, người ta hoàn toàn sẽ không có một con đường gì giải thoát cả. Đây mới là thật sự sự thê thảm của một đời người. Một con người hiện tại đang giàu sang, danh tiếng lẫy lừng mà không có niệm Phật cầu sanh cực lạc, đây mới là một con người cực kỳ thê thảm. Còn chúng ta bây giờ biết tu, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc mà nghiệp chướng đổ ra khảo đảo nhiều cách, ta không phải là người thật sự khổ đau, mà ta nhất thờ trả nợ. Nhất thờ trả nợ. Vì nhớ kỹ điều này. Mà làm sao tu, làm sao mà tâm không khổ? Vì sao? Thân trả hiểu được vui trả thì tâm sẽ không bao giờ khổ. Tâm không bao giờ khổ, chắc chắn quý vị luôn. Cố gắng đi, chắc chắn quý vị sẽ làm được. Vì những gì bản thân những đức chia sẻ là bản thân những đức đã có làm được. Vậy thì bây giờ những đức vui, chắc chắn quý vị sẽ vui. Đúng không? Giống như một chiếc xe nó có cái đầu kéo, phía sau nó nguyên một cái đuôi dài, thì cái đầu kéo đi đâu thì cái đuôi đi theo đó. Đúng không? Bây giờ những đức hỏi quý vị là đầu kéo đuôi hay đuôi kéo đầu? Đầu kéo đuôi, chứ đuôi mà kéo đầu chắc rớt xuống hầm cá cha. Đúng không? Nên bám chắc câu Phật hiệu, bám chắc bổ nguyện Di Đà, thù thắng lắm. Nhiệt tình hết mình chung tay để đem đại pháp của Như Lai hoàn truyền. Nhiều người, người ta bây giờ người ta đang chờ đợi hội Long Hoa. Chúng ta cứ về cực lạc đi, về chỉ là đi độ sanh một khoảng thời gian được rồi, lúc nào hội Long Hoa xuất hiện thì ta xuống thôi. Đúng quý vị? Mà quý vị xuống là quý vị là những bậc đệ tử thượng thủ bên cạnh của Bồ Tát Di Lặc.
Nhớ nghe, uy tín lắm. Tại vì cái trí của người ở thế giới Cực Lạc xuống không có đơn giản. Họ sẽ là người khéo thuyết pháp như Bậc Xá Lợi Phất. Họ sẽ có khả năng đa văn như Ngài A Nan. Họ sẽ có khả năng khổ hạnh như Ngài Ca Diếp. Họ sẽ có thần thông vô cùng phong phú như Tôn Giả Mục Kiền Liên. Họ có đầy đủ năng lực. Lúc đó xuống dự hội Long Hoa. Mà những đức nói với vị nghe, khi mở hội Long Hoa, quý vị là ở thế giới Cực Lạc đi xuống. Lúc đó Phật Di Lặc Bồ Tát như thế nào sẽ cho người sắp ghế. Những hàng ghế cao nhất cho vị ngồi. Tại vì sao? Cho một số người sắp ghế để đón một số vị ở thế giới Cực Lạc xuống. Quá đặc biệt quý vị. Tại sao bây giờ không chăng thật niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc đi? Quá hay đúng quý vị. Quá đặc biệt. Vì nhớ cái thời gian á, mà khi mà tới 12.000 năm cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mắc sạch thì chỉ còn có một câu Phật hiệu để độ sanh. Và cái khoảng thời gian đó thọ mạng con người đi đến mức chủng nhất là thấp nhất. Rồi nó kéo dài một khoảng thời gian không có Phật pháp cực kỳ lâu. Con người khổ không tưởng tượng được. Rồi mới đến lúc Di Lặc Bồ Tát xuống thế làm Phật. Lâu lắm, cực kỳ lâu luôn, hiểu không? Nên nhiều người ta không hiểu, người ta cứ chờ đợi ngày đó. Chứ nếu như mà hiểu thì thôi, bây giờ chân thật mà niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc đi. Quá hay hả quý vị? Nên quý vị coi cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu này thù thắng cỡ nào. Khi kinh giáo diệt tặng hết mà kinh Vô Lượng Thọ lưu hành 100 năm, quý vị nghĩ quan trọng cỡ nào. Mà khi kinh Vô Lượng Thọ mà mắc luôn, qua 100 năm kinh Vô Lượng Thọ cũng mắc luôn, chỉ còn có một câu Phật hiệu. Mà lúc mà khi kinh Vô Lượng Thọ mà mắc luôn, chỉ còn có một câu Phật hiệu, thì quý vị khó tiếp nhận được câu Phật hiệu. Vì sao? Không ai giảng, làm sao tiếp được câu Phật hiệu. Nghe đến đoạn này mới thấy kinh nè. Tuy là câu Phật hiệu còn, nhưng không ai giảng, vì có kinh đâu giảng. Kinh giáo diệt tặng, tặng sạch là ý nghĩa gì? Là ý nghĩa không có người nói pháp. Mà chỉ có những cơ duyên gặp được và nghe được câu Phật hiệu mà tiếp nhận, thì cái chuyện này cực kỳ khó và hy hữu. Bây giờ quý vị coi, cái giáo pháp Đức Thế Tôn chưa được 3.000 năm mà bây giờ có người đã nghe tịnh độ, nghe giảng tịnh độ như vậy mà đã là không tin rồi. Nghe mà cũng không tin, không chịu hành trì rồi, không chi là khi kinh giáo diệt tặng không còn người giảng kinh thuyết pháp mà kêu nghe có Phật hiệu để mà hành trì. Lấy từ đâu để hành trì? Có không? Vậy thì vì sao? Vì sao lại nói là còn có Phật hiệu để độ sanh? Ý muốn nói là quá thù thắng, dùng mắt sạch vẫn còn có Phật hiệu. Để cho những chúng sanh hiện tại nè tiếp nhận đi. Chúng sanh hiện tại tiếp nhận đi. Chờ tới ngày đó không có ai giảng, làm sao tiếp nhận? Lúc đó tôi cũng không giảng luôn. Vì quy tắc nó đã là như vậy rồi, hiểu không? Vì không có được giảng nữa, vì không còn kinh giáo mà giảng cái gì? Ngậm miệng lại niệm Phật. Thấy chưa? Vì sao bây giờ mỗi ngày chia sẻ Phật pháp? Vì giáo pháp Đức Thế Tôn vẫn còn. Khi phát tâm giảng pháp thì Phật hộ trì, đúng không? Phật hộ trì cho quý vị. Nếu Phật không hộ trì, không lẽ để đoạn pháp hả?
Nên từ nơi đó, giáo pháp của các ngài là có sự gia trì của các ngài nằm trong đó. Tuy các ngài nhập niết bàn, nhưng mà cái bổn nguyện của Như Lai vẫn còn tồn tại ở cõi ta bà. Vì kinh giáo là pháp thân huệ mạng của Phật, nên bạn có thể đem cái pháp mà Phật đã từng dùng kim khẩu để giảng thiết cho nhân sinh, mà bạn tán thán bổn nguyện Di Đà. Không phải một vị Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải một vị Phật A Di Đà, mà là mười phương chư Phật đều phóng hoàng để gia trì pháp hội đó. Mà các ngài còn nói câu gì? Các ngài còn nói câu gì? Các ngài nói lành thai, lành thai. Ở cõi ta bà có một thằng lùng xỉn hô hấp. Một con người ngoài đời đã từng hư hỏng trải qua một khoảng thời gian như vậy mà bây giờ nó tán thán tịnh độ thù thắng như vậy. Hãy xem thằng này ở từ đâu đến. Lúc đó Như Phật nói, nhìn nó lùng hô nhưng không phải đơn giản trung đạo. Các ngài nói rằng, như vậy tại sao nó lại thị hiện lùng và hô như vậy? Tại vì chúng sanh quá đơn giản, nên nó phải thị hiện thấp kém lùng hô không hiểu nhiều, để lấy cái đơn giản để độ cái đơn giản. Không. Chứ giờ phi thường người ta không nghe nổi hả? Nghe hay nhưng mà giải quyết vấn đề không được, nên phải lấy cái đơn giản để độ cái đơn giản. Rồi xong các ngài nói tại sao nó lại dùng những văn tự lạ kỳ không giống trong Phật pháp. Nói rằng tại vì những văn tự đó là chúng sanh đang cần nghe. Đúng không? Truyền tải những văn tự chúng sanh cần nghe, rồi mới đem Phật pháp theo những văn tự cần nghe để len lỏi đi vào tâm của chúng sanh. Tạo ra những nhân viên bị chửi mắng, rồi nó chửi giết rồi nó phải nghe. Tại vì sao? Nó chửi nó mệt, mình giảng pháp không mệt. Rồi nó tức mình quá nó phải nghe. Vì tại sao những người này nghe cười như vậy? Nó tức mình nó phải nghe. Nghe giết dính luôn. Thấy chưa? Đó. Đó gọi là giúp chúng sanh mặt trái. Còn quý vị là những người quan hỷ, là giúp quý vị mặt phải. Đúng không quý vị? Nên á, mấy cái bà này cũng không phải là đơn giản. Mình mà có thiên nhãn mình cũng nhìn có mấy bà từ đâu đến đây. Thấy không? Mấy ông này cũng không đơn giản luôn. Chứ bây giờ quý vị coi nguyên một nhóm phái nữ mà có một nhóm đàn ông. Mấy ông này cũng là đột phá qua bao nhiêu chiến lược mà đi đến đây. Xung quanh đều bị bao phủ xung quanh dày đặc. Vậy mà mấy ông lọt vào khu vực này ngồi là cũng không đơn giản chút nào. Nó thật ra là những nhân vật này cũng là Phật A Di Đà trao cho chiếc áo giáp đấy bạn. Nào. Chiếc áo giáp kiên nhẫn nên ngồi được ở đây. Nào. Không quý vị ơi, đúng là rõ ràng nếu như chúng ta mà chia sẻ tịnh độ đấy quý vị, giống như là nhìn xuống cái hội chúng giống như nó đứng lại luôn đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Giống như cái cảm giác cái từ trường nó yên ấm và nó ấm áp, nó vui. Không, ta không diễn đạt được quý vị. Tóm là không diễn đạt đi ha. Nó tóm lại là nó quá an lạc, nó vui. Nghe không? Nó hưởng trong cái pháp lạc. Mà cái pháp lạc này là quý vị biết á, mười phương chư Phật này đang phóng dèo dèo xuống đây nè, chùm khu vực này lại. Nên á, quý vị đang
đang vui gì nè quý vị, là quán thân trái chủ mình, cổ quyền thất tổ ông bà cha mẹ, hương linh thai nhi đi đến đây giống như được tắm mình trong quang minh, tắm mình trong quang minh như tá tá bộ nguyện Di Đà. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cả bây giờ quý vị ở đây nghe quan hỷ gì nghe, mà chư Phật càng quan hỷ hơn. Vì sao? Vì chư Phật thương chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói những câu này, có nhiều người người ta nói ông ăn cơm với đất nói chuyện trên trời. Bây giờ chúng ta giải thích đơn giản cho quý vị dễ hiểu nè. Mình là kẻ phàm phu thôi, thấy người ta niệm Phật, thấy người ta lễ Phật, thấy đứa con nít niệm Phật, thấy đứa nít lễ Phật, mà trong lòng đã phát ra cái tâm hoan hỷ vô cùng. Phàm phu thôi, nói vậy cho vị dễ hiểu đó. Quý vị biết Phật Bồ Tát từ bi cỡ nào chưa? Mà quý vị muốn động đến cái tâm Phật Bồ Tát là quý vị dùng cái gì để động? Khóc không động được, kêu cầu không động được, làm mọi cách không động được, đập tay đập chân, chặt tay chặt chân cũng không động được. Chỉ có đúng một cách, đó là niệm Phật động được. Niệm Phật thì động được. Vì sao? Vì đem câu Phật hiệu phát tâm niệm ra, và niệm câu Phật hiệu đi lọt vào tự thánh Phật của Phật. Nó là Phật Phật đạo đồng. Tự tánh Phật của ta và tự tánh Phật của A Di Đà Đức Thích Ca Mâu Ni là một. Nên muốn động được tâm Phật thì tự tánh Phật phát triển, thì tức khắc vừa phát triển động liền tức khắc. Vừa phát triển thì động liền tức khắc. Nên cái cầu nguyện không phải là khóc la kêu gào, vì Phật Bồ Tát không có ái nhiễm, nên không có động với sự ái nhiễm đó. Mà quý vị muốn thật sự cầu nguyện thì quý vị phải niệm Phật mới cầu nguyện được. Cầu an cầu siêu đều phải niệm Phật thì mới cầu được thù thắng. Còn những cái cầu khác là nó chỉ cái bên ngoài áo áo một chút thôi. Còn nếu như quý vị cầu mà niệm Phật, sửa đổi lỗi lầm, ăn chay, niệm Phật, thì đây mới là hữu cầu tất ứng. Hữu cầu tất ứng. Nhớ nha quý vị. Đó, nên quý vị mà khi mà nghe được pháp môn Tịnh Độ gì rồi, trong lòng quý vị cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức mà tột cùng. Đúng không? Hạnh phúc tột cùng đó quý vị. Thấy không? Thật sự cái hạnh phúc này là lớn nhất. Ngày xưa mà khi mà mình lấy chồng, mình lấy được người mà mình yêu á, mà khi mà cha mẹ hai bên đã hứa rồi, trong lòng mình gì nè, có khi vô phòng ngồi một mình nữa mà nó hạnh phúc, nó vui sướng cỡ nào. Nhưng mà nó không thể nào bằng mà quý vị tiếp nhận Phật Pháp. Vì cái hạnh phúc khi được người mình yêu, hạnh phúc đó là có hạnh phúc buộc ràng. Mà cái hạnh phúc mà mình tiếp nhận Phật Pháp, hạnh phúc an lạc, nó giải tỏa đi cái tâm dính mắc buộc ràng. Thấy không? Nên khi mà bị nhận thức được Phật Pháp, bị thấy bị thích thú lắm. Càng học Phật thì càng thích. Chừng nào bị cảm giác rằng mặt thuận nghịch đều là Phật Pháp, thì lúc đó quý vị sẽ ở trong pháp lạc mà hưởng. Trong pháp lạc mà hưởng. Tại vì sao? Tối đa giảm, tối đa quý vị sẽ không hờn trách người khác, sẽ không bao giờ buồn giận người khác để trong tâm. Cái khổ đau nhất là bị buồn giận người khác để trong tâm. Nên tự mà hỏi ở lương tâm mình, tác động khổ đau là tại ai? Tác động khổ đau là tại mình. Vì mình đã gieo nhân nào thì tác động khổ đau sẽ đến quả đó. Đúng không? Trong cuộc đời này quý vị được chồng hung bao nhiêu nụ hung, đều là quý vị đã từng hung người ta bao nhiêu nụ hung. Không có một chút gì mà bỗng không cả.
Trong kinh Nhân Quả Ba Đời Phật nói rằng một miếng nước, một miếng cơm đều do tạo ra mà có, phước này có mới nhận được no. Khi nụ hôn đã trả đủ rồi thì người ta sẽ không hôn nữa. Khi người ta ôm ấp mình đủ rồi, người ta sẽ không ôm ấp mình nữa. Đến lúc người ta hoàn toàn chán chê mình là vì mình với người ta đã hoàn toàn trả xong. Nhưng có hai mặt, một mặt thì trả xong, một mặt có khi trả chưa xong. Nên cái mặt trả chưa xong lại lưu luyến ái tình, là chạy theo đòi hỏi. Nhưng người đã đòi xong thì phủi mặt quay lưng, không còn ngó ngàng đến. Chúng ta hỏi câu tại sao, thì trong Phật Pháp nói rằng trả đã xong rồi, tại sao gì nữa. Đúng không? Trả đã xong rồi, tại sao gì nữa. Đó, ban đầu người ta muốn hôn mình, người ta dùng mọi cách luôn, nào tặng quà, nào nói ngọt dịu, làm đủ cách để phải hôn được nàng. Mà lúc chưa hôn được mà cái cảm giác ngồi ở nhà mà tưởng tượng mà hôn được là nó đã thích thú rồi. Được nắm tay đầu tiên là cảm giác thích thú vô cùng rồi. Là vì sao? Vì người ta đang đến tìm mọi cách để mà đòi món nợ này. Hiểu không? Mà khi đã đòi được rồi thì tự nhiên càng ngày nó càng cảm thấy bình thường. Vì sao? Nợ đòi nhiều quá, giảm bớt số lượng nợ, nên cảm giác nó không được như lúc ban đầu. Thấy chưa? Vì có thấy không, quý vị thấy điều này không? Có mà. Cái nụ hôn ban đầu và nụ hôn sau này nó không thể nào so sánh được đâu. Cái nụ hôn sau này nó cảm thấy nó giống như là, nó giống như là một cái tuồng hát mà quay lại để cho qua ngày. Nó rõ ra giống như tiêu khiển thời gian của cuộc đời. Cả nụ hôn hay cả những thứ khác đều là giống như quý vị đang giống như tiêu khiển cuộc đời. Bây giờ không có đầu này đi tìm đầu kia chơi cho đỡ buồn, thì cuối cùng cứ như vậy mà để tiêu khiển thời gian. Không? Rồi bây giờ đến lúc này quý vị mới cảm giác Phật Pháp sâu sắc, quý vị muốn niệm Phật giảng sanh. Không? Thì Phật giảng sanh. Nên có một cái cô kia có nói, mỗi lần chồng cô nhậu xỉn say vô là ông làm những điều đó, con thấy đúng là thật sự con ngán ngẩm. Nhưng Đức nói cô càng ngán ngẩm thì cô càng muốn giảng sanh, đúng không? Nó dạ đúng thầy. Càng ngán ngẩm thì càng muốn niệm Phật giảng sanh. Và hỏi những Đức, trong những giây phút đó con niệm Phật được không? Thế quý vị hỏi được không? Được. Nhưng quý vị có niệm được hay không? Niệm thì được rồi, nhưng quý vị có niệm hay không? Thấy không? Quý vị nếu không đè nén được cảm xúc thì vì không niệm. Quý vị đang cảm hứng thì sao niệm? Tùy quý vị thôi. Chứ niệm thì Phật nào mà trách quý vị. Nơi nào cũng niệm Phật được. Những cái nơi nguy hiểm nhất mà quý vị dặn niệm Phật thì càng dễ cảm ứng. Hiểu không? Hiểu không? Đó, tùy quý vị thôi. Hiểu không? Tùy quý vị. À, nhép môi hay trong tâm gì chuyện quý vị. Hiểu không? Sao mà không được? À, có khi lúc đó nó lại giải bớt đi cái nghiệp càng nhanh. Thường á là gì? Cái cảm giác hai bên nó háo hức thì nó thích thú. Nhưng mà một bên nhẹ nhàng thì bên kia cũng tự nhẹ nhàng. Thấy không? Đó. Giờ giống như chúng ta đi tu, chúng ta đâu có còn nặng nề chuyện này nữa đâu. Chứ ngày xưa nó cũng háo hức lắm. Thấy không? Gặp các nàng mà còn được được cũng ngủ ghê đồ dữ lắm đó quý vị ơi. Đến gần khiều móc đồ dữ lắm, không có giận đâu nghe. Khiều coi sao á. Nó gặp vợ người ta cũng khiều luôn, đừng có chuyện giận chứ. Nên từ nơi đó càng tu rồi nó càng giảm tối đa.
Là tại vì sao? Vì mình hưởng cái pháp lạc nhiều, mình không có hướng đến dục lạc nặng. Hiểu không? Đó. Nên mỗi một con người chúng ta bị pháp môn tịnh độ này bị thấy đặc biệt không? Quá hay. Đặc biệt. Mà chia sẻ tịnh độ nó qua thời gian mình không tưởng tượng được luôn. 10 giờ 5. Thấy không? Cái thời gian nó trôi qua bị rất là nhanh thì mà rất là tự tại. Bây giờ bị coi nếu như Đức giảng kinh giảng chúng mình đọc đoạn kinh là tức khắc nó bắt đầu nó trụ lại. Bắt đầu là lặp lại. Rồi giảng chút háo hức cái đọc đoạn kinh cái tiếp tục nó quay lại cho quý vị phải đứng lại để ngẫm nghĩ. Còn này Đức nói chuyện rất là tự tại. Này gọi là một là tất cả là một. Nên chúng ta làm thập cẩm luôn. Những Đức là gọi là giảng pháp thập cẩm quý vị. Cái chữ thập là số 10 mà số 10 á, là tròn vẹn. Đa dạng căn tính đều nghe được và làm được. Nó gọi là tròn vẹn. Chứ nó không có đi vào cái căn nào hết. Mà là căn nào cũng vào được. Thấy không? Đó. Nên pháp môn tịnh độ này gọi là pháp môn mà độ tam căn phổ độ phàm thánh tề thấu. Những câu đầu chúng ta nói nó hơi cao một chút thì những người cao một chút nghe. Những đoạn sau kết thúc thì chúng ta hơi rải rộng ra một chút. Vì sao? Vì lúc này là lúc chúng ta nhẹ nhàng chút để kết thúc buổi giảng. À, đi vào nhân sinh quý vị. Đi vào nhân sinh. Nên tất cả các anh các chị sống trong cái gia đình này, mỗi một con người gia đình của mình á, có thuận có nghịch, có được có mắc, có thương có ghét. Và có khi chúng ta sẽ bất chợt bị bỏ rơi, và của cải sự nghiệp bất chợt tự mất sạch. Có khi cái nhà gì tự nhiên cháy rụi chứ. Trong cuộc đời này cái thứ gì cũng có đến với chúng ta được hết chứ. Và người chúng ta thương yêu đó và bất chợt nó sẽ mất đó. Không ai ngờ được hết đúng không? Vì thì giờ chúng ta nên cho mình một cái lối sống chấp nhận. Chấp nhận. Đúng không? Chấp nhận. Chấp nhận rồi chúng ta phải sống cho tốt. Chấp nhận rồi phải sống cho thật tốt. Đây là Phật pháp cho mình luôn luôn có hy vọng sống tốt. Đúng không? Đó. Chứ đừng có bao giờ nói rằng tôi đi học Phật, tôi đi niệm Phật, tôi đi nghe pháp lâu như vậy, tôi làm nhiều việc thiện gì mà giờ tự nhiên chồng tôi bỏ tôi. Có nhiều người không biết tu, nói mày đi tu, mày thấy không, mày đi tu là nó đổ nghiệp mày ơi. Thấy không? Nó đổ nghiệp đó. Mày coi tao có tu gì đâu, chồng tao thương tao quá trời luôn. Tao cần tu tập gì đâu, chồng cũng thương quá trời thương. Mày đi tu với chồng bỏ luôn. Mày đi tu làm chi cho nó cực. Mày coi tao ăn đùi gà, ăn đồ ngon, đi uống bia, đi nhậu, bận đồ đầm, riếp ngắn, thoải mái, chồng vẫn thương mà lo lắng cho tao, lo từng chút cho tao. Còn mày, tao thấy mày đi tu càng khổ, bị đổ nghiệp. Rồi thêm cái nữa là gì, chồng mày bỏ mày luôn rồi, mày thấy rõ ràng chưa? Mày thấy Phật pháp có gì đâu hay. Chúng ta đã bị dao động tâm qua những lời nói đó. Đúng ra nợ đã trả xong rồi, mà chúng ta quay lại để tạo nợ mới. Còn con nhỏ kia thì nó nói ngon lắm, nói cho nhỏ kia nghe. Nếu nàng nói như vậy thì một ngày nào nàng sẽ thấy cái cảnh khổ đau của nàng khi cuối đời. Rồi lúc đó nhớ lời của chàng nói nghe chưa. Nhớ kỹ. Lúc đó nhớ niệm một câu Phật hiệu để cầu Phật tiếp dẫn nghe chưa. Quý vị, bạn trả trước thì sao trả nhẹ, bạn không trả trước thì sao hoàn toàn phải trả. Bạn đã mang cái thân này mà bạn nói rằng bạn yên hả? Không có ai mà yên hết, chỉ có cái tâm bạn yên hay không thôi. Còn cái thân này nó không bao giờ để cho bị yên, nó không cái này nó cũng cái khác. Nó không trở ngại cái này, nó trở ngại cái kia. Nó mới nói là mang thân này là khổ. Đúng không?
nên từ nơi đó mang thân này là khổ. Mà bạn nói rằng bạn muốn cầu yên, yên là yên tâm á, chứ thân này nó không yên đâu, nay khỏe mai bệnh, lúc chuyện này lúc chuyện kia lúc chuyện nọ tùm lum. Thấy chưa, yên không, yên chưa đó. Làm gì mà cũng mắc cự, hết hồn, có gì đâu mà hết hồn, ho mà cũng hết hồn, cái chuyện lớn lao trong cuộc đời không hết hồn mà ho mà hết hồn gì, hiểu không? Đó, chúng ta từ hôm nay không có hết hồn, có gì đâu mà hết hồn, còn hồn chứ hết đâu, còn hồn chứ hết đâu hết, quý vị, nên không có hết hồn. Có khi mà những đức niệm Phật ngồi trên phòng cái, tự nhiên có những cái bánh xe nó nổ cái rầm thấy ghê. Mình nghe tiếng bánh xe nổ mà mình không hết hồn. Mình biết cái tiếng đó nó nổ, bản thân mình vẫn duy trì bình thường. Mình biết nó nổ mà mình bình thường. Nên quý vị đừng dễ kích động hết hồn. Vì khi kích động hết hồn lỡ gặp nạn xe cộ, chúng ta hết hồn là nó mắc hồn thiệt. Thì lúc đó mình không có niệm Phật được thì cái hồn mình văng ra, là nó theo nghiệp duyên, nghiệp duyên nó bu lại nó kéo đi liền. Là quý vị đâu có niệm Phật được, nên lúc đó Phật không có rước quý vị được. Hiểu không? Nên cái lúc mà cái gì cái mình A Di Đà Phật trong tâm mình liền. Để lúc mà mình lỡ gặp tai nạn xe cộ hay bất cứ một cái gì ập tới một cái bất tử, mình A Di Đà Phật là Phật rước đi bắt tiêu. Đúng không? Chứ mình lúc đó mà mình cái rầm mình hết hồn, hồn văng qua bên này. Khi hồn nó văng qua bên, ba hồn chính biến nó tản mát liền. Lúc đó tâm thức không quy lại, lúc đó chúng ta hoàn toàn quên mất hết. Thì nghiệp quan gia trái chủ bu lại liền, gịch mình đi. Rồi xong luôn. Một đời tu luống qua một ý niệm sai lầm, hết hồn. Thấy không? Ghê chưa? Hay ha? Này quan trọng ghê chưa? Cái cô đó nói hết hồn mà có bài pháp, bài pháp hết hồn. Nghe không? Nó nên bây giờ mình là người niệm Phật giảng sanh, mình phải ghen, cực kỳ ghen. Nên chồng quýnh mình, bản thân của mình không có nói chữ hết hồn, A Di Đà Phật. Nghe không? Nhưng mà khi cái tâm bị vậy thì khó đánh lắm, tự nhiên nó ngộ lắm. Nghe không? Đó. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ bình tĩnh. Lúc nào cũng bình tĩnh nghe chưa? Hãy duy trì mình nghe. Hãy nhớ nghe không? Có duy trì nghe chưa? Nghe mấy chị duy trì nghe. Có những lúc cũng mệt mỏi lắm á. Nghe chưa? Người ta cũng bất chợt lắm. Mình không biết lúc nào người ta cần thiết mình đâu. Nên chúng ta phải luôn luôn bình tĩnh. Nghe không? Bình tĩnh, chủ động nghe chưa? Chủ động. Chủ động là mình nghi ngờ. Nghi ngờ là sắp đến chuyện. Hiểu không? Đó, lúc đó chúng ta không có nói câu hết hồn. Hiểu không? Không mà thử đi, thử niệm Phật trong mọi hoàn cảnh thử đi. Thí nghiệm thử đi. Bữa nay về có thí nghiệm. Nay về cái chừng có đó nghe chưa? Nay qua 15 chưa? Chưa qua 15, chưa qua 15. Ê, 16 rồi. 16 rồi. 16 rồi, 16 rồi. Rồi. Khai trương năm mới. Thấy chưa? Giờ bữa nay nghe được thầy dạy tuyệt chiêu á, đem về áp dụng thử đi. Tự mình suy nghĩ, ai hiểu thì sẽ biết. Mấy bà biết nhiều lắm chứ mà không biết đâu. Hiểu nhau quý vị ơi. Cái quan trọng là nghe pháp lâu hiểu thôi. Chỉ cần mà nhẹ cái thôi thì là hiểu liền rồi đúng không? Đó, bây giờ mình đang sống trong cái cõi đời này nó vậy đó quý vị. Nha, bất chợt lắm. Đừng có hết hồn nghe chưa? Đó, rồi vài bữa lại quan âm đồ gì đồ, mình phải luôn luôn bình tĩnh nghe chưa? Trong cả cõi đời này chuyện gì nó cũng xuất hiện được. Nó đều xuất hiện với mình bất chợt. Thấy không? Có hết. Có hết. Đúng không? Đó nên từ nơi đó phải niệm Phật trong mọi hoàn cảnh.
Niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng niệm Phật. Tập mà muốn niệm Phật được phải đeo cái máy niệm Phật, tập cho nó quen, nghe không? Mà khi quý vị trong cái giây phút mà khó niệm Phật nhất nghe, vì nhớ lại những đức, sợ nhớ không nổi, nhớ tới những đức dạy á, là lúc đó bị niệm Phật liền. Tại cái âm hưởng gia trì là ngay cái lời nói người ta dạy quý vị, hiểu không? Nên ta nói người hoằng pháp chứ pháp nào hoằng người là vậy đó. Cái pháp thì pháp của Phật mà do con người nói ra. Nên từ nơi đó quý vị nhớ à, thầy không dạy cái lúc này à, lúc đó không à, nên có cái bà kia bà nói con cũng nhép môi niệm Phật thầy, nó bụng mỏ con lại. Bà bà hỏi rồi con mới làm sao thầy? Nói bà niệm trong tâm, niệm trong tâm, niệm trong tâm chứ sao, hiểu không? Phải niệm Phật, hiểu không? Bà phải niệm Phật, nếu không bà hết hồn, hiểu không? Đó quý vị, bữa nay đi đến đây nghe, bữa nay đi đến đây là được cái bài pháp đặc biệt nghe quý vị, hiểu không? Quá đặc biệt luôn. Đó, lúc nào mà đi mà chợt té cái rầm A Di Đà Phật, để chi? Hồi phục cái tâm lại. Khi bị té là tế bào bị, nó bị dứt mình. Mà khi tế bào dứt mình một cái là nó thẳng nát liền, nên cái chỗ mà té bị chấn thương. Nên khi chúng ta mà dứt mình một cái là hồi phục tâm bằng cách niệm Phật. Khi bình tĩnh niệm Phật thì những tế bào nó hồi phục lại, và nó hồi phục rất là mau, đúng không? Khi mình lỡ mình nghiệp nặng báo nhẹ, cái chân mình nó dập xuống chỗ nào phù lên cục, chúng ta so liền A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì những cái tế bào ngay chân cái chỗ mà bị đụng, bị dập đó đấy, nó hồi phục lại mau lắm, và cái vết thương nó đỡ đau tối đa, hiểu không? Đỡ đau tối đa. Những đức ho dữ lắm mà những đức cứ rảnh rảnh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xong những đức nói nó thôi kệ, lúc nào mà không làm việc thì tùy bạn, bạn thích đòi thì đòi, nhưng cái lúc tôi làm việc thì bạn cho tôi làm việc cho chúng sanh nghe. À, nói vậy mà chứ mình không có kêu người ta là đừng đòi tôi. Nên cái người mang nghiệp phá thai á, đừng có bao giờ nói câu con ơi con đi theo thầy đi con đừng có theo mẹ con ơi con. Cái đứa thai nhi nói nè, bà phá tôi, bà giết tôi mà bà kêu tôi theo ông thầy, sao bà khôn quá vậy? Tôi đi theo bà tôi đòi chứ tôi theo ông thầy làm chi. Nên nhiều bà Phật tử mới gặp những đức bà phá thai mới nói nè, thầy kêu con đi theo thầy đi thầy. Thầy kêu con theo thầy đi thầy, thì kêu đi để cho con an tâm cho thầy. Những đức nói con đi theo thầy đi con. Con đi theo thầy đi nghe, chứ đừng có theo mẹ con nghe không. Con đi theo thầy đi, theo thầy tu đi. Thì nó nói nè, không, tôi theo ông đâu, tôi theo má tôi à, tôi chờ cơ hội tôi đòi nợ. Ông đi theo thầy đi và con đi theo thầy đi. Đừng nói chuyện giận chưa, tự nhiên kêu theo tôi, sao mà đi theo tôi được? Từ khi nó nghe, nó hiểu, nó biết, nó buông cái tâm đòi nợ xuống, nó mới đi theo mình, đi theo vô chùa nó tu, hiểu không? Nghe không? Đó, chứ tự nhiên phá thai kêu đi theo những đức à, đâu có dễ đi theo. Nói quý vị, nó phải chịu niệm Phật nó mới đi theo được chứ, cùng tần số nó mới đi theo. Chứ bây giờ nó không cùng tần số nó đâu có chịu đi theo, nó nghe câu Phật hiệu nó chịu không nổi, nghe không? Đó, nên á, quý vị đã mang nghiệp phá thai thì chính quý vị là giống như người buộc dây, thì phải tự mở dây đi. Phật pháp chỉ bị mở dây. Có nhiều người giờ đi đến chùa này, gia đình có người mắc này, muốn cầu siêu cho người thân này, ghi tấm giấy cầu siêu cầu an, thì quý vị coi, ghi giấy đó thôi, đại chúng hồi hướng là hồi hướng. Nhưng quý vị tạo phước duyên hay là tu tập thì đó mới là chỗ quan trọng để cầu siêu, đúng quý vị?
Nếu như bây giờ quý vị có thể bố thí cúng dường, như quý vị không tu tập gì mà cầu siêu siêu không? Không, nó không có phù hợp, không có phù hợp quý vị. Nên quý vị phải tu tập rồi tạo thêm như Bà La Môn Nữ. Bà phải tu từ Phạm Phu Tỷ thành Bồ Tát thì bà mới cứu mẹ bà trong địa ngục đi ra, đúng không quý vị? Như vậy thì quý vị đa bằng quý vị đi cầu siêu cho người ta, cầu siêu cho thăng bằng quyến thuộc. Của quyền tất tổ ông bà là cầu siêu từ đâu? Từ cái tâm quý vị mở rộng ra mà cầu siêu được cho người ta. Khi nói đến đoạn này mà trái tim nó rung rinh. Ờ, à, ngộ ghê. Tim giật giật giật. Thì vị biết rằng là chúng ta là mê hoặc điên đảo, mù quáng trong cái chuyện cầu an cầu siêu. Tại vì sao? Mình cầu an mà bản thân mình bất an mà đi cầu an cho người ta. Bạn có tâm nhưng bạn không có lực. Bạn bất an lấy gì cầu an cho người ta? Tôi hỏi đơn giản bạn, bạn không có gạo lấy gạo đâu cho người ta ăn, đúng không? Như vậy thì cái cầu an cho người ta là từ đâu? Là từ ngay bạn an. Bây giờ tôi an tâm, ai nhìn tôi là người ta sẽ cảm thấy an tâm. Chứ tôi bất an tôi lên đây, quý vị ngồi đây làm chi? Ngồi gần với con người bất an từ trường họ nặng nề lắm, theo họ cảm thấy mệt mỏi. Nên tôi an tâm người ta, từng nào người ta mới đến đây. Rõ ràng không? Cầu an nè. Lại bị nghe pháp bị vui vẻ an lạc là cầu an nè. Vậy thì chính từ quý vị hãy làm điều này đi để an cho người thân. Khi nhìn quý vị là an. Đối với vị chuyện nặng quá nhẹ, chuyện nhẹ biến mất luôn. Nên từ nơi đó là do an tâm mà ra. Còn bị bất an đi cầu an cho người ta, không có chuyện đó đâu bạn. Thấy không? Còn quý vị bây giờ nặng nề buồn phiền giận hờn người để trong tâm, câu có khó chịu giận 3-4 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm giận hờn quá trời luôn, vậy mà đi cầu siêu. Quý vị mà còn rớt xuống 13-14 tầng địa ngục người mà đi cầu siêu cho người ta, không có cái lý đó đâu bạn ơi là bạn. Đúng không? Nó nghe được cái chuyện cầu an cầu siêu chưa? Rõ ràng chưa? Quá rõ ràng. Nên phải nhiệt liệt lên. Nói không? Cần cổ đau vậy mà tính ra gần 2 tiếng. Quý vị thấy cái này lạ nghe quý vị. Lạ không quý vị? Lạ nhất luôn á, đúng không? Lạ thiệt quý vị ơi. Mà cần cổ nó kêu nghỉ đi. Tới lúc rồi, đủ rồi. Nên bây giờ chúng ta là quyết tâm phải về cực lạc, đúng quý vị? Đó. Phải siêng niệm Phật nghe em. Quý vị, mọi lúc mọi nơi niệm Phật nghe. Quý vị, coi chừng tối đêm nay, tối đêm nay thí nghiệm. Tối đêm nay có chừng thí nghiệm nè cho mà biết. Rồi có gì từ sau lỡ báo cáo. Lỡ nói thầy, con có chuyện nho nhỏ nói thầy kìa. Bữa đó thầy dạy tối thí nghiệm thiệt, niệm được thầy ơi, quá trời mừng luôn. Trong tâm niệm rầm rầm luôn thầy. Hiểu không? Có đó, tối nay chắc chắn tất cả mấy bà thế nào cũng có dứt. Ừ, từ đâu đó, chờ xem, chờ xem. Có gì nghe, báo cáo cho biết nghe chứ. Thấy không? Thầy trò mà tin tức sao báo cáo cho biết. Thì lấy đó đại làm bài pháp kinh nghiệm để giảng dạy chúng sanh quý vị. Nên chúng ta lấy đầu này trả đầu kia, lấy đầu kia trả đầu nọ, cuối cùng ai cũng được lợi ích. Thấy không? Có cái cô đó, cậu nghe cô nói ôi trời ơi trời, sao mà như vậy xỉ. Mới giảng hồi sáng tối bị dính thiệt rồi. Ôi
chui xa hết. Gì đâu mà linh thế. Tôi nói là có thiệt chứ không phải chuyện giỡn chơi. Coi chừng từng sau đó thơ từng gỡ tùm lưu tùm lá. Không mà có gì thì cũng báo cho biết chút xíu. Để coi thôi cái phương pháp này nó có đặc biệt hay không. Hẹn quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nghe. A Di Đà Phật. Quý tâm giảng sanh quý vị ơi. Không buồn dặn ai nữa, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Và chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Từng sao đến nghe mà mặc gì nè. Biết hả? Còn cái mặt gì là thất bại. Thôi chuẩn bị ra phóng sanh cũng đi thật quý ơi.